Em tiếp tục lên đồng hồ cho bác nhé. Như em Tuấn đã nói rồi, không có một số bác thì nhiều lúc đặt không được, cứ bảo nào mày cứ vừa đăng lên mày hết, nói thế nọ thế kia, cái kiểu như kiểu là em ngồi em châm gió ấy. Bác ơi, đăng hết cái gì bây này? Các bác ấy chốt cả đống rồi này, đợi em viết đơn thì bác nhìn chưa? Đây, đơn đang viết dần đây này. Nên các bác thông cảm cho em là không phải là đây, nó đúng được cái hai clip mày đăng chắc cũng chưa được 30 phút này hết rồi. Nên là các bác nào mà không gọi được cho em ấy, máy nó bị trồng cuộc gọi ấy, thì bác nhắn tin là anh chốt con này, anh chốt con số con này cho em nhé. Gọi không được thì chốt. Bác chốt là em sẽ trả lời tin nhắn là đến lượt bác là bác được số ấy. Chứ còn nhiều lúc không gọi được bảo như kiểu là các bác ấy nghĩ em là em cứ đưa lên em ảo em câu like ấy. Đấy, một đống các bác ạ. Không lúc lại bảo em nói đùa, chém gió. Có cần em đi ra nốt rồi kia đóng hòm, đóng hàng rồi kia cho xem. Nên các bác là không gọi được, nhắn tin. Em sẽ chốt cho nó dễ. Chứ còn gọi nhiều lúc một người gọi được thôi chứ làm sao mà máy chỉ nghe được một người, làm sao nghe được suốt nhiều người được. Bắt đầu nha, vào tiếp tục nha, bác nào lấy con nào để báo cho em Tuấn, em giả sập sàn cho bác luôn nó dễ. Tiếp tục con nữa, đó là con gì đây, con van gua hay van gua gì đây này, toàn máy xịn bác ơi. Con này số 137, giá 800 thì để cho bác 300 nốt thì cho xong 300k nhé. Số giá của nó 800k. Đây, lên tay. Ok bác nhé. Thấy các bác nhé. Ok chưa? 300k. Em lên cho nhanh đấy. Các bác chốt nhanh. Nhớ số của em nhé. 173 nhé. 173 300k. Tiếp tục con open. Open gì đây? Open này. Thép trắng này. Đây. Open thì thép trắng này. Con này số 216. Ủa để cho các bác mức giá. Đây 880 đúng không? Để bác mức giá 200. Ủa thì 150 đi. Nhá. Số này là 880 nhé, số 880 bác nhé. 216 880. Số 216 150k vẫn chạy bình thường. Đó, nhanh. Đó, mất thời gian. Tiếp tục 161, giá 1 triệu 2 này. 161 con gì đây? Đây dummy luôn nhé. Đây dummy luôn, xương cá. Này. Về các bác chỉ lau đi là sạch thôi, dây đây. Dây cũng zin luôn nhé, zin từ dây này. Đấy. Số 161 1 triệu 2 để cho bác coi nhỉ. 400 đi. Nhá. 161 này, giá đây. Đây giá trước là 1 triệu 2 để bác 400k 161. Xong xong đi xem nào. Vẫn chạy bình thường. Số là mã. Đây để giữ cho bác nhìn tí không đến lúc nhiều lúc bác bảo cũng cào ào. Ok chưa? Không ào đâu bác. Con Technot số 135. Những con này mà các bác nào mà chơi hàng Technot Thụy Sĩ mà những con này các bác không lấy thì bác lấy cái gì bác? Technot hàng Thụy Sĩ. Con này máy hiếm luôn. Dây lụa. Bác nào không thích dây lụa thì em cho cả dây cho bác có dây 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 da cho bác, nhưng dây da nó không, dây da các bác muốn chơi dây da sang bác phải mua 3 2 300 nghìn 500 nghìn dây da. Đây Technot nhá. Khóa còn zin luôn. Bác nào gọi thì thông cảm cho em nó quay bài rồi. Đấy. Dây của nó đây. Được chưa? Này, máy này. Như thế này các bác gì? Con này số 135 4 triệu 8. 4 triệu 8 để cho bác xem này. 3 triệu 8. Ôi gì cho bác 38 gì? 28 đi. Nha. Giá cũ của nó là 48 bác nhé. 48, em định ghi 38 nhưng ghi 28. Số 135 Technot Thụy Sĩ. Ok chưa? Vẫn chạy bình thường, automatic, cơ tự động. 2 triệu 8. Tiếp tục một con này nữa. Đó là con gì đây? Con này chữ của vợ em nó đẹp quá đấy các bác ạ. Số 1 2 triệu 6. Con Oren automatic lắc cái chạy này. Đấy chạy luôn. Chưa? Lộ cơ. Đây là số 1 nhé. Ghi là 2 triệu 6. Để cho các bác 1 triệu 9. 18 đi. 1 triệu 8 nhá. 18.
Các bác nhìn này. Một triệu tám bao nhiêu? Đây em lắc cho nó chạy đu cho bác nhìn nó dễ chứ không biết nữa. Em bảo nó không chạy đâu. Con này con Oren nhé. Bác nào gọi thông cảm bác nhé. Đang bán hàng em đã nhắn rồi. Gọi không được nhắn tin, gọi ít. Gọi nhiều cuối cùng không có khi không mua được đâu. Những người khác người ta nhắn tin trước là người ta được. Con Oren số 1 2 triệu 6 lấy 1 triệu 8 nhé. Ui gì cho 1 triệu 6 đi không nhiều bác lại bảo giảm cả triệu cơ mà. Triệu 6 nhé. Triệu 6 được chưa? Sướng chưa? Đấy. Tiếp tục con đây. Một con đồng hồ đến từ Thụy Sĩ. Con này mà các bác không mua để cho tặng. Tóm lại là con này phù hợp với lại giới trẻ nhé. Có nghĩa là phong cách trẻ, không phải giới trẻ mà phong cách trẻ. Đây là con Kelvin. Này. Kelvin. Hàng Thụy Sĩ bác nhá. Đấy bác nhìn này. Bác nhìn cái điểm 6 giờ này, cái điểm số 6 giờ này, SS này. Mới đi SSV kép này. SV kép SS này. Đấy, đấy là ký hiệu SWAT của Thụy Sĩ. Dây zin luôn. Dây zin bác nhá. Dây zin máy zin. Gọi là mới cũng được đi. Mới cũng được đi nhá. Hàng này của Thụy Sĩ, dây thì đẹp vĩnh viễn rồi, mặt màu xanh, dây cũng màu xanh này. Đẹp chưa ạ? Con này thì quá đẹp sang trọng với giới trẻ, thanh niên, tóm lại là bắt đầu phong cách trẻ. Đấy, bác bảo máy máy điện thoại nghe nóng máy mà. Cứ gọi nhiều, nhắn tin vào là được. Con này là số 086 giá 3 triệu 9. 3 triệu 9 để cho bác 29 đi. Thôi 26 đi. Em ghi ra ngoài nhé, 26 đi. Nó nhé, số 806 3 triệu 9 để cho bác 2 triệu 6 nha. 2 triệu 6 chính là con này đấy. Đây còn hộp đây nhé. Còn cả sách hướng dẫn ở dưới luôn. Sách hướng dẫn hết dưới nhé. Đây. Sách hướng dẫn này về các bác đọc có khi về vài ngày mới hết. Đấy, cho nó nhanh. Em bây giờ em đi nhanh, em không có thời gian em đợi đi chậm đâu. Ok chưa? Tiếp tục con gì đây? Một con này nữa nhé, toàn hàng Thụy Sĩ bác ạ. Đây con này là máy đúc đế nhé. Automatic, có nhìn chưa? SSV kép, hàng Thụy Sĩ tiếp. Tiếp tục hàng Thụy Sĩ, con này dây này. Này bác ơi, dây của nó còn zin luôn nhé. Sắm sắm con này bác nhìn chưa? Thì em tránh ra này tí cho bác đỡ nhé. Không nó vào cái bóng đèn nó chói quá tự nhiên các bác ngược ánh sáng. Đúng không? Đấy, nhìn dây chưa? Dây của nó dừa zin chưa? Con này là số 101.128 giá 2 triệu 9. Để cho bác xem nào, 29 để cho bác. 1 triệu 9 đi. 1 triệu 8 đi. 18 nhé. Số 1128 giá 1 triệu 8 nhé. Đồng hồ Thụy Sĩ luôn. Đây, automatic em lắc này. Chạy luôn. Con này là con Vitam automatic được chưa? Cửa sổ lịch đây. Các bác chỉ cần lau này này. Vỏ một thép trắng lau đen bóng bóng luôn. Chơi những con này nó xứng đáng này. Các bác nào tầm bờ tuổi tầm 40 50 trở lên chơi những con này nó mới giá trị. Bởi vì là những bác nào biết chơi đồng hồ thì đeo những con này lên nó mới biết giá trị nó rõ luôn. Automatic nhé, đang chạy bình thường bác nhé. Cơ tự động. Hàng Thụy Sĩ ạ. Hàng của nơi sản xuất đồng hồ kém nhất thế giới. Đấy. Còn đấy đã. Cho các bác còn nữa. Đây tiếp tục cái con Casio này. Tiếp tục một con Casio. Con Casio đúng không? Con Casio. Các nhìn chưa? Con Casio này chạy cả kim cả lịch. Casio 800.000 thì để cho bác. Ui xì, 300 cho đi đi. Nhá, số 1121800 thì để cho bác 300 nhé. 300.000. Chạy cả kim kim giờ lẫn số chạy tấp nhá. Ok chưa? Xịn luôn, bắt đầu gọi thì
vẫn chạy bình thường, số 1121 300k. Em cho im lặng anh kia. Khách gọi nhiều quá, nó bảo gọi không được gì cho. Tiếp tục con này nữa cho bác nhá, lên sàn cho bác con này. Con này nhá, con lờm gì đây? Con này là bao nhiêu chân kính đây? 25 chân kính. 25 chân kính nhá. 25 chân kính này, vàng ươm. Máy vàng ươm. Made in Japan. Máy vàng ươm. Số thứ tự là số 20, giá 3 triệu 9. 3 triệu 9 để cho bác 29 đi. Thôi để cho bác 1 triệu 9 đi. 19 nhá. Đây chữ 29 là gì bây giờ? Số 20 này giá của nó đây, số 20 giá cũ màu xanh đấy là 39. Em chữa thành 29 thì thôi, 1 triệu 9. Em mà đã xả cho đi hết được chưa? Ok chưa? Hàng automatic đang chạy bình thường, mặt đen. Rồi. Nghe bác, ok chưa? Tiếp tục cho các bác xem nào. Tiếp tục con nữa nha. Tiếp tục con này đi. Ôi trời ơi, con này thì báo cáo các cụ rồi. Con này mà các cụ còn chê nữa thì đúng là mẹ hết thuốc chữa luôn. Con này số thứ tự là 811. Nó nằm ở trên hộp. 811 này. Riêng con này mà bác nằm ở trên ấy thôi, mà cái này bác nào mà mua tặng cho con nhé, cho con hoặc cho anh em. Con này dây mới tinh luôn. Hàng của Thụy Sĩ ạ. Hàng Thụy Sĩ nhé. Chưa một vết xước. Con này các bác nào mua cho tặng thì có tuyệt vời. Cho tặng tuyệt vời luôn ạ. Thời trang là sang. Cho lên nhà cái nào. Rất là sang trọng luôn. Con này có là mua cho tặng thì quá tuyệt vời nhé. Dây da tất cả zin hết luôn nhé. Đây, dây da còn zin luôn. Đấy, trên hộp của nó là số 811. Giá 3 triệu 9 để cho bác 2 triệu 9 nhé. Để cho bác 2 triệu 9 đi. Tặng những con này xứng đáng quá nhé. 811 nhé. Còn hộp của nó, còn hộp cuốn sách trên này. Có cả sách hướng dẫn trên này. Sách hướng dẫn này. Nó có nhìn chưa? Đây sách hướng dẫn này. Thẻ này. Thẻ series của nó vẫn còn nguyên này. Đúng chưa? Thẻ con này. Khẳng định những con này thì bác ạ, xứng đáng đồng tiền nhé. Cho tặng nhé. Đặc biệt là kim của nó đây. Con này không chạy kim dây nổi đâu nhá. Chạy kim vút với kim giờ luôn. Ok bác nha. Tặng những con này nó giá trị. Đấy. Tay các bác là tầm 17, 18 trở lên. Đeo con này sướng lắm. Tay nó to to đi em thích. Ok nhé. Tặng con này mua cho tặng thì nó giá trị này. Bởi vì nó đẹp như mới luôn. Đấy. Số 811. 3 triệu 9 còn 29. Tặng luôn thì nhanh. Đấy nha. Xem nào, xem còn con nào được không? Lên cho các bác con nữa xem nào. Đây, lên cho bác em Buluva. Mặt màu xanh. Dây vàng. Máy lộ cơ. Automatic, lắc này. Đấy, lắc cái chạy luôn. Số 191. 2 triệu 9 thì 2 triệu 9 thì bây giờ để cho bác xem nào. Hai triệu 9 để cho bác 1 triệu 9 nhé. Thôi 1 triệu 8 đi nhé. Đây. Số 191 nhé. Giá 2 triệu 9 để bác 1 triệu 8 nhé. Vẫn chạy bình thường. Automatic. Ok chưa? Đó, số 191 nhé. 2 triệu 9 để 1 triệu 8. Đấy, trời ơi, tí rồi những con này. Đấy, nó sót tí vậy. Tiếp tục con Senko này. Con Senko này là 802, 3 triệu 8 này. Bởi vì con này nó bản đặc biệt bác ạ. Này. Bản đặc biệt mặt màu, đổi màu. Trong này có kẻ sóng này, bác nhìn này. Automatic. Automatic. À, vỏ bằng thép. Nó dính sapphire.
Cái này băng dính, dây zin, máy đây, máy zin, zin hết luôn, zin tất luôn ạ. Con này sao lại đời cao thế nhỉ? Ai là con này kim chìm luôn nhá, kim chìm. Con này nhập cho đời cao thế, 802 3 triệu 8. 3 triệu 8 ạ. 3 triệu 8 để cho bác. Ô, 19 nhá. 19 nhá, chứ không để 28 đâu, 1 triệu 9. Hộp còn đây ạ. Sách đây, giấy tờ của nó ở dưới này.